Thưa quý vị, vào chiều 31 tháng 10 năm 2022, giáo viên, công nhân viên và học sinh của trường tiểu học Sơn Lâm tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã có một phen hoảng hốt khi buộc phụ huynh mang dao vào trường đe dọa và bắt thầy hiệu trưởng phải xin lỗi. Nguyên nhân ban đầu xoay quanh chuyện chậm đục tiền bảo hiểm y tế. Theo thông tin chúng tôi nhận được từ ông Phan Đình Thống là hiệu trưởng trường này thì nhà trường đã báo cáo vụ việc lên phòng giáo dục và đào tạo và công an huyện Hương Sơn đến chiều 2 tháng 11. Trao đổi với phóng viên báo Thanh niên, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Lâm cho rằng trường này cũng có phần lỗi do tuyên truyền về việc nộp tiền bảo hiểm y tế chưa phù hợp. Theo lời kể của ông Phan Đình Thống, đầu giờ chiều 31 tháng 10, trước giờ học sinh vào học, một vị phụ huynh của hai học sinh đang theo học tại trường bất ngờ cầm dao xông vào trường, chửi bới và đe dọa các cán bộ giáo viên. Vị phụ huynh tỏ thái độ hung hăng và yêu cầu hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Lâm phải xin lỗi. Nguyên nhân khiến vị phụ huynh bức xúc là do phản đối việc nhà trường gọi hai học sinh là con của vị phụ huynh này lên để nhắc nhở việc chậm nộp tiền bảo hiểm y tế. Ngoài ra, theo lời kể của hiệu trưởng, nhà trường còn hỏi lý do vì sao trước đó phụ huynh của hai học sinh này không tham dự buổi họp phụ huynh để triển khai việc đóng bảo hiểm y tế. Cũng theo ông Thống, hiệu trưởng nhà trường, đây là bảo hiểm y tế bắt buộc, học sinh nào cũng phải đóng và sự việc nhà trường yêu cầu học sinh đóng bảo hiểm y tế là do áp lực từ cấp trên giao. Ông Thống cũng thừa nhận việc gọi các em lên làm việc để tuyên truyền như vậy là chưa phù hợp liên quan đến vụ việc ông nguyễn trường giang là trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện hương sơn cũng thông tin rằng sau sự việc đơn vị này cũng đã làm việc với ban giám hiệu trường tiểu học sơn lâm để nắm tình hình bên cạnh đó đơn vị cũng đã nhắc nhở lãnh đạo trường tiểu học sơn lâm chấn chỉnh đặc biệt là việc tuyên truyền cho phụ huynh đóng bảo hiểm y tế cho con phải mềm dẻo và linh hoạt hơn còn việc phụ huynh mang dao vào trường đe dọa giáo viên như vậy là trái quy định và cơ quan công an cũng đã vào cuộc để có biện pháp xử lý để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh niên theo địa chỉ thanh niên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh youtube báo Thanh niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh youtube báo Thanh niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.